Lâu rồi không thấy nó nha. Thì nhiều khi trước đó lãng giảng công trường đặng nó làm như là nó là người để mà thu tiền như mà chú biết không? Ừ. Bây giờ chắc bị bể mánh rồi, bể cái vụ mà Ali rồi nó nói là gì này nó. Lớn nhất á hả, nó quay trên internet nhiều lắm hả? Cái này nó không có dòm thấy bốn người đúng đó mà nhà nó đi lên thiên đàng được không? Mà ở cái nhà thờ chủ quán đó bà, nó quay đi lên cái chuông á hả? Ừ, nút chuông trên luôn. Đó giờ đâu bao giờ đi vô trong. Mà bây giờ nó làm nhiều, bên nhiều nơi giờ có nhiều nhà thờ đẹp lắm. Đẹp hơn những nhà thờ bên này, nhà bên này nó có cái cổ kính cũ xưa thôi, nhưng mà bây giờ nó làm cái kiểu thờ mới, bây giờ coi đẹp lắm, em thích. Để coi coi nó nha. Lên cô hấp hấp, tụi nó lo gì thì thang máy rồi nè. Wednesday only, lên cô hít trên kinh. Chắc nó sửa máy lạnh cho cái building đó. Còn bên này có không? Cũng có luôn hả? Ờ, bữa nay tới đây thôi à. Đó giờ quên đi. Ờ. À, bữa nay tụi mình đi làm ở trên chỗ cái condo á, thay cái condo chứng cái giấy cho cái condo của 1664 Malcolm đó. À, nó cấm hai cái bảng bên đường là không có được đậu từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều ngày thứ tư. Bữa nay là mùng 4 Tết rồi đó. À, nó đóng nguyên một cái con đường này luôn á, là lý do đó là nó phải sửa cái building to bên đó đó, với là hai cái building này đối diện với nhau là tụi nó phải sửa những cái hệ thống máy lạnh, máy sưởi rồi này kia đó, cho nên nó phải dùng cái nguyên một cái crane này nè. Đó là lý do tại sao nó chở máy móc tụi tới rồi nó câu lên rồi nó sửa đó đó. Đó là mình chỉ quay sơ sơ cho mấy bạn xem là ở phía sau lưng này đó. Sau lưng xe mình đó là cũng có một chiếc xe đó là nó làm đường đó. Ở phía sau lưng đó. Đó nó làm đường đó là để cho nó chặn đường đó là thành ba cái góc luôn. Ở đầu đường Malcolm phía bên kia cái đuôi lúc trước mình hay quay phim cho mấy bạn xem đó là nó cũng đã chặn rồi. Đó giờ ông Lee ông vô ở trong đó đó. Mình ổng biểu mình ngồi trong xe mà hay mà hơn đó là mình giờ lo mình dời xe rồi thấy không, rất close rất để rõ ràng đó, mà cái tính ổng ngang thôi, ổng muốn là làm sao là mình cũng phải làm theo ý ổng chứ thôi, mà ổng rầy ra lắm đó. Bởi vậy sao mà hai đứa đi làm có một việc là đứa tối ngày cứ là đi tọt và mình đi theo ảnh đó để mình chỉ đường cho ảnh đi, cho nó đóng đường này thì mình chạy đường nào kia vậy đó. Ngay cái nhà đó, ngay bên góc đường đó, cái nhà đó coi cũng bệ vệ quá ha. Cái đô đó là ngay góc đó, nó cũng xây nó cũng lâu rồi, cũng có chục năm rồi mấy bạn. Để quay chơi cho mấy bạn xem, đến hơi coi nó làm gì rồi mình quay tiếp. Mấy hôm trước mình cũng có đi ngang ở chỗ cái gồng chỗ này rồi. À, mấy cái cây phong lữ nó cũng vẫn còn đấy nè. À, ở đây nó có cái hoa phong lữ này nó màu trắng trắng cũng dễ thương ha. Thử coi nhánh này về trồng thử coi nó đẹp không. Hoa này nó cũng khác cái hoa mà mình trắng mà nó có cái sọc mình tím mà nó có cái sọc trắng trắng, còn cái này á là nó hồng phấn thôi. Ở đó nó có một cái cây măng đó là cũng nó không có phải là cái loại măng tây mà mình ăn, nhưng mà cái này nó cũng có thể trưng trong mấy cái bình hoa nhỏ nhỏ cũng được. Nó có một cái cây pygmy palm, cái cây cao kiển nhỏ nhỏ trong đó. Ở đây Lily úp tụi nào.
Lily of the Now, ba này hoa tím tím trùng trùng nó cũng đẹp, với cây này là cái loại đực, cái hoa nhuyễn nó vẫn chứ không phải cái không phải hoa cái. À, trên đó là cái bông dâm bụt mà nó đặc ruột á, hay mình bên mình còn kêu là cái hoa phướng á, cũng ít hoa lắm, chỗ nó mát nhiều nó không có hoa. Cái này nó phải vụt hết cái lá rồi nó tỉa tỉa rồi nó mới ra hoa nhiều. Nó chỉ sợ cho cái building bên tay phải này thôi. Đó, nó cấm đường hai bên á, là không có được cho vô cái building mô công của mình bên đó. Thì đó, chờ Ly viết xong cái report từ này kia đó, rồi mình chụp hình rồi để mình đi. Anh này là tài xế Uber, nó kêu mấy người tàu này đi đâu chở đi ra phi trường đại khái chẳng hạn ha. Phải chi cái anh chàng cái xe xám xám này đó, anh đậu xe lên chút xíu là chỗ mình có đậu xe rộng rãi ngon lành, ông đậu gì mà chàng hán chơi hê rồi mình trên này đó, là ở cái trường học quá cho nên nó rất là hiếm chỗ đậu xe, vừa ở bậc măng không có chỗ đậu xe. Bạn coi cái xe này đó, lên cái dốc này nè, đi cái dốc này lên nó là gần 45 độ, rồi làm sao mà nó leo lên, nó cũng phải chậm chậm lên thì mới lên được, chứ không thôi nó leo lên là nó hút luôn nó vớt luôn một cái đồ che cái máy xe ở dưới ông Ly thì là dám lắm, bởi vì xe mình không bao giờ dám đi mua cái xe mới, là đi mua xe mới là cái nào ông cũng lướt hết cái lường xe. David Austin Rose nè, cái phong lưỡi màu cam, đây là cái hoa mình thích nè. Hoa nhìn nó giống như cái nó nói là giống như cái người giống như cái cánh bướm này, là băng xe của Đà Lạt mình thấy nó. Cái loại này nó màu trắng, nó trắng trắng tím tím. Cánh nguyên cái cành nó rất là đẹp. Cái màu vàng, hai cái màu vàng. Nó như cái nơ nó thắt ha. Đó, trắng tím này. Cái vàng rồi cái vàng nữa đây nữa, cái vàng này nữa, hoa này nó hồi xưa là anh Nghiệp mình đó, là anh hay ép ở trong cái cạc chúc Tết, anh gửi về cho chị Sáu mình, cho tụi mình ở nhà mình đó. Nên hoa tím này nó khác nữa, kia là tím ở trong cái nhụy vàng nè. Cái hoa này thì nó có vẻ nó đẹp, nó bự, nó to đó. Cái này hoa trắng nè. Cái này là toàn là mua về chơi cắm chân thôi chứ không? Chân thôi. Cái này là loại tím mà nó lại xanh hơn nữa. Cái nó khác ở bên kia. Còn cái loại hoa này nó kêu là Snapdragon. Tiếng Việt thì kêu là gì mình chưa biết, để về mình dịch theo xem coi nó là cái hoa gì. Cái màu trắng nha. Màu trắng tỉa tỉa tí tí tím tím. Cái này là cái hoa màu đỏ nè. Màu đỏ bị ốc là nó liếm hết hai miếng trắng trắng rồi. Cái hoa màu trắng nó đẹp thiệt chứ. Đó, Snapdragon đó. Cái hoa thấy không? Thấy thương không? Mình rất là thích cái hoa này đó, nhưng mà kẹt là ở nhà mẹ thì có thể trồng được chút xíu. Đó, nhưng mà nhà mình là trồng là mấy anh thỏ là cắt đứt ngang thôi, không thương tiếc gì hết. Bạn thấy không, cuộc sống ở của những cái người mà ở Bạc Măng đó là mấy cái những cái thùng rác to đó, là mỗi tuần đó là tụi công ty xử rác sở vệ sinh nó tới đây rồi nó mở cửa ra, nó kéo cái thùng nó ra ngoài này, rồi xe rác của thành phố nó lại nó đi đổ đó. Ở mấy cái đường hầm thì họ đậu xe như thế này nè. Ôi chào, phía trên đó nó có cái cây một cam, đó là cây bê lô nha, mà tiếng Việt gì đó bữa đó mình coi rồi mình cũng quên mất rồi.
đó, nó có cây impatient ở bên này. Để mình coi rồi mình sẽ chú thích cho mấy bạn xem. Vì mình có nhiều cái rồi, cái tiếng Việt mình nhớ có nhiều cái mình không có nhớ nó dịch chứ, nhất là trước 75 họ dịch khác rồi sau này họ dịch khác. Đó, đây là cái Davis Austin thứ thiệt nè, cái cánh này cánh đặc ruột nè. Đó, ở ngoài là nó thơm lắm đó mấy bạn. Đó, từng chùm ba bốn cái như vậy đó thì mình là nó là loại tường vi chứ không phải tỉ muội là nó thấp lại tè bên dưới nữa. Không lưỡi màu cam đấy nha. Phong lữ hay chỗ này thì hoa nó đẹp hơn. Cái màu vàng này nãy mình kia không có màu vàng. Đây anh đây là một chị màu tím, cao màu tím. Đây thì tiệm tím không, nó không có xen lẫn với lại cái cây khác, cái màu khác, mỗi cái một cái màu nó khác nhau hả. Đó màu trắng ha, màu trắng thì nó giống nhau hết. Cái này là fuchsia rồi, phong lữ fuchsia. Cái lá nó cũng màu màu khác khác này. Cái màu đó, màu này là màu đỏ, màu đỏ bột đô, màu cũng giống giống như cái màu hồng nhung này. Cái màu tím này nè, có nghĩ chút xíu vị vàng. Mỗi một cái nét hoa, mỗi cái sắc hoa là nó có một cái màu nó đẹp riêng mấy bạn ơi. Đó, cái hoa này nó lại khác nữa, nó trắng tím rồi, ở phía sau lưng nó còn cái cành tím nữa. Hay nha. Đây cái đỗ quyên đây nè. Đỗ quyên đó là cái hoa trắng đó, nó nhị này, tươi tươi đó. Nó cũng giống như cái hoa cái bông bụp của mình đó. Mà mấy cái nó nhiều cây nó kêu phải đét hết rồi, mà mấy cái hoa mà nó tàn đó là vẫn phải lấy ngắt ra bỏ thì những cái cây khác nó mới lên. Nó lên mới tốt, còn không để này coi nó hơi dơ dơ. Mình thấy vậy đó. Đó, hoa. Đó là ba cái hoa đỗ quyên. Azila. Chưa. Nó nhìn gần nó đẹp như là cái bông giả mà nó là thật. Nó là thật chứ không phải giả đâu. Cái này màu đỏ mà nó bị nước liếm liếm đó, sao nó không đủ, nó có phần có chút sáng, nắng sáng. Nắng giờ chưa lên đó. Cái này là cũng họ cũng mới trồng thôi, cỏ cũng lên quá chừng lớp cỏ nè. Cây này cũng đủ quy ơi, cây này cái phong lữ á. Mà nó cũng khác loại cái kia, nó cái hoa cái một cái nó màu hồng, cái này nó đậm đậm nó hơn. Đó. Mình bị do chụp mũi rồi, cái lỗ mũi rồi bị xì mũi rồi. Là ngày hôm qua là ảnh cứ hút thuốc rồi cái anh mở cái cửa ra gió lạnh quá chịu không nổi. Đây là cái cây Forget Me Not đó, là xin đừng quên tôi, tiếng Mỹ nó gọi là Salvia đó. Cái chuỗi chuỗi hoa này hả, ở đây hoa này đó là cây này nó ngoài biển cũng trồng nhiều lắm mấy bạn. Nếu mà mình trồng dưới đất đó, là cũng không có bị con gì ăn đâu. Cây này nó bị gãy nhánh rồi, bị ai làm gãy rồi. Thì mình ai mình gãy là mình lượm mình đem về mình thử coi mình cứu nó coi nổi không. Chừng nào mà mình bạn thấy nhà mình mà nó lên cái hoa này đó, tức là đó là mình cứu nó được nha. Rồi về dòng đơn sơ cho mấy bạn xem, nó là tụi mình nó đi làm là nó như thế này nè. Nó đi ảnh thì ảnh đi làm, ảnh thì ảnh coi về những cái kỹ thuật, còn mình đi coi là mình coi cảnh thôi. Cảnh đẹp là trồng cái này, trồng cái gì ở vùng này người ta trồng cái gì, thì về nhà mình thấy cái gì thích hợp với nhà mình thì mình trồng vào, mình coi xem những cái cây đó, mình quay lại mình xem những cái cây đó, rồi mình về mình xem cái tên hoa đó tên gì, rồi mình thích thì mình đi mua về mình trồng cho nhà mình đó. Cái đó là cái lợi ích của cái việc mà đi theo của anh Ly đó, hay thay vì nằm ở nhà ngồi ngáp lên ngáp xuống rồi cũng chăm sóc hoa thôi. Mình chăm sóc nó cũng có giờ giấc đầu đàng hoàng, mình không cần phải tối ngày nào cũng chạy ra ngắm nó. À, ở đây đó cho mấy bạn xem. Đây là cái đám này nó giống như là cái hoa rau má, cái cây rau má của mình nha, nhưng mà nó không phải rau má, cũng chẳng phải rau tía, mà cái này nó là một loại hoa, nó kêu là cái hoa violet mấy bạn.
Ai mà sáng sát vô ly lấy thêm vô xay uống vô là câm liền. Mình không biết có câm hay không, mình chỉ nói giỡn chơi vậy thôi. À. Thôi xin kính chào mấy bạn nơi đây đó, cái hoa đẹp ghê chưa? Đẹp ghê chưa? Đây đi, để đầu năm đầu tháng mà quay cái bông trắng hoài là bị quýnh, bị khẽ giò chứ. Đây nè, là cái hoa màu vàng đây nè. Giờ mình xin kính chào các bạn nơi đây và chúc một năm mới sức khỏe, an lành và an khang thịnh vượng nha. Rồi bye bye các bạn.